với mức giá 5.000, 10.000, 20 hoặc 30.000 đồng cho mỗi đĩa đồ ăn tươi sống. Những khu chợ tạm cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo người mua. Mặc dù còn đó nỗi lo về an toàn thực phẩm, nhưng những ngôi chợ này cũng đã giúp ích rất nhiều cho người công nhân sau một ngày làm việc vất vả. Cùng với đầy đủ các mặt hàng rau củ quả, thịt cá, nhưng ở chợ này, người bán không phải cân, còn người mua không phải lựa từng món. Tất cả đồ ăn ở đây đều được đặt sẵn lên từng chiếc đĩa. Việc mua bán diễn ra trong tích tắc, nhanh gọn. Điều quan trọng hơn đó là các mặt hàng đều có giá cả vừa phải, phù hợp với thu nhập của công nhân. Đi làm về đây thì mua một dĩa thì là đủ các món, nấu được một nồi canh, rất tiện lợi. Mua ngoài này thì đồ ăn thì nó đỡ hơn một chút. Thì mình tiền nó đủ tiêu, đủ xài. Còn mua ví dụ trong sạp thì nó ngon hơn ở ngoài này, nhưng mà cái kiểu nó mắc. Mình cũng phải tùy theo từng cái đồng tiền trong túi mình nữa. Ở mỗi đĩa đồ, người bán sẽ sắp sẵn các loại rau củ quả, thực phẩm, tương ứng với mức tiền 5.000 cho các loại rau củ, 10.000 đủ các nguyên liệu cho một món canh, hoặc 20-30 ngàn đồng đủ một món ăn mặn. Mức tiền này được xem là vừa phải cho một bữa ăn của công nhân. Nhanh hơn, mà nó cũng rẻ hơn nữa. Nó rẻ hơn cân, mình thấy cân nó hơi mắc hơn. Cân thì có khi không biết cân đúng hay không. Nên mình mua từng đĩa, mình có thể lựa mình thích đĩa nào mình lựa đĩa đó. Chợ đĩa 5.000, theo nhiều cách gọi của nhiều công nhân, là tập hợp của một nhóm các tiểu thương họp bên lề đường nhánh của quốc lộ 1, gần khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân. Giờ họp từ 15 giờ đến 21 giờ hàng ngày để phục vụ các công nhân làm ca cuối cùng. Do họp vào giờ tan ca nên chợ cũng thường gây ra ùn tắc, lực lượng của phường phải thường xuyên nhắc nhở. Tuy nhiên, chợ vẫn thu hút đông công nhân. Có lẽ bởi sự chia sẻ thầm lặng của người bán với người mua. Lợi xíu à. Tại vì đồ giờ lúc này hàng quá nó quá mắc thật. Trước thì như mình kiếm ăn cũng đỉnh được. Giờ nó mắc chứ lắm. Chứ cuộc sống công nhân giờ nó khó khăn lắm. Chia sẻ với công nhân đó. Chứ công nhân mà đi vô mà mua thẳng là giờ công nhân kiếm cũng không có còn tiền đâu. Dù hầu hết các mặt hàng ở đây khó kiểm soát được chất lượng, nhưng chợ vẫn thu hút người mua. Tuy nhiên không có nghĩa là công nhân không có nhu cầu được sử dụng thực phẩm an toàn. Trong chợ thì đồ ngon hơn thì nó mắc hơn. Ở đây đồ nó không bằng. Vì không có đồ ngon thì chợ mua thì ngon hơn. Ở đây như đồ thì củ trái nó nhỏ hơn. Mình và công nhân mà nó miễn mình thấy năng được thì mua ăn vậy hả? Lợi ích nhưng lấy số lượng bù lại là cách mà các tiểu thương ở đây kiếm ăn qua ngày. Còn nhanh, gọn, tiện lợi và phù hợp túi tiền là điều khiến người mua đến với chợ đĩa này. Từ những chợ tạm bợ như thế này cho thấy rất cần có những điểm bán hàng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm với giá cả phù hợp với mức lương công nhân để phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày của một lượng rất đông công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điện lực Đức Trọng, thì trước đây việc quy hoạch bố trí trồng cây xanh của địa phương không được.